Tời điện Kenbo KCD nhanh hiện có hai model là KCD200-400 và KCD500-1000. Trọng tải nâng hạ tối đa đạt từ 134kg đến 640kg. Tốc độ nâng hạ nhanh đạt 20m/phút khi đi cắp đơn, 10m/phút khi đi cắp đôi. Máy có cáp dài 30m hoặc 60m khi 6 hoặc 7. Được trang bị động cơ điện 100% dây đồng, sử dụng điện áp 220V, công suất 2,2kW đến 2,8kW. Khung cầu xoay Kenbo 360 độ hiện có hai loại là 500kg và 800kg. Chiều cao khung là 2m1 đến 2m8, độ vươn là 1m65 đến 2m8. Khung có khả năng xoay 360 độ linh hoạt. Ngoài dòng Kenbo KCD nhanh và khung cầu xoay Kenbo 360 độ, Lạc Hồng còn cung cấp rất nhiều dòng thiết bị nâng hạ chính hãng Kenbo. Các bạn có thể truy cập vào link ở phần mô tả để tham khảo thêm các sản phẩm khác.